Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 18. Mắc cơ ung thư có thể phát hiện sớm ung thư. Mắc cơ ung thư hay còn được gọi là các chỉ dấu sinh học ung thư là các chất được sản xuất bởi tế bào ung thư và cả tế bào bình thường khác trong cơ thể. Chúng có thể được bắt gặp trong ung thư hoặc những bệnh lý lành tính khác như viêm nhiễm. Nhưng những chỉ dấu này thường tăng mạnh hơn khi có ung thư. Đa số chúng có bản chất là protein, tuy nhiên gần đây, một số mẫu biểu hiện gen hay sự thay đổi DNA cũng được sử dụng như là chỉ dấu ung thư. Tất cả đều có thể tìm thấy qua các xét nghiệm từ dịch tiết ra từ cơ thể như máu, nước tiểu hay mô bướu ở một số bệnh nhân ung thư. Có rất nhiều loại chỉ dấu ung thư khác nhau được sử dụng trên lâm sàng. Một số chỉ dấu thường gặp và đặc trưng cho một hay một số ít loại ung thư như AFP đối với ung thư gan, PSA đặc trưng cho ung thư tuyến tiền liệt hay CA125 cho ung thư buồng trứng, CEA cho ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, cũng có loại marker biểu hiện ở nhiều loại ung thư. Hiện tại không có một chỉ dấu ung thư nào đủ tính toàn năng để có thể đại diện cho tất cả các loại ung thư. Trong thực hành y khoa hiện nay, việc sử dụng các chỉ dấu ung thư để chẩn đoán bệnh gặp nhiều giới hạn. Vì những bệnh lành tính không phải ung thư cũng có thể làm tăng nồng độ các chỉ dấu ung thư trong cơ thể hay ngược lại. Và không phải bệnh nhân mắc ung thư nào cũng sẽ tăng nồng độ chỉ dấu ung thư có liên quan. Do đó, khi phát hiện có sự tăng một chỉ dấu ung thư nào đó trong cơ thể, nó có thể gợi ý một tình trạng ung thư chưa được phát hiện, nhưng không thể khẳng định được chỉ với kết quả xét nghiệm chỉ dấu ung thư này mà phải kết hợp thêm các xét nghiệm khác như siêu âm, nội soi, sinh thiết. Tuy nhiên, các chỉ dấu ung thư có thể giúp bác sĩ đưa ra tiên lượng cho bệnh nhân ung thư vì mức độ tăng các chỉ dấu sẽ phản ánh giai đoạn hay độ lan rộng của bệnh. Chúng còn được sử dụng để theo dõi trong và sau khi điều trị bệnh. Nếu các chỉ số giảm đi hay trở lại bình thường, chứng tỏ tình trạng bệnh có đáp ứng với điều trị. Nếu không thay đổi hay tăng cao thì có khả năng phương pháp đang điều trị không hiệu quả và có thể cần đổi sang phương pháp điều trị khác. Sau khi điều trị kết thúc, việc đo lường các chỉ dấu ung thư sẽ giúp phát hiện tình trạng bệnh tái phát sớm, đôi khi trước khi có triệu chứng. Một câu hỏi khác cần đặt ra là các chỉ dấu ung thư có nên được sử dụng để tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư? Để tầm soát mang lại lợi ích trên các phương diện hiệu quả, chi phí, kinh tế, thì phương pháp đó cần phải có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Độ nhạy là khả năng phát hiện người có bệnh và độ đặc hiệu là khả năng phát hiện người không có bệnh để tránh tình trạng bỏ sót bệnh hay điều trị quá tay khi người đó không có bệnh. Mặc dù các chỉ dấu ung thư cực kỳ hữu ích trong việc xác định liệu khối bướu có đáp ứng với điều trị hay tái phát không. Tuy nhiên, không có bất kỳ chỉ dấu ung thư nào đủ điều kiện cả về hai yếu tố trên, độ nhạy và độ đặc hiệu để thực hiện tầm soát. Ví dụ đối với PSA, viết tắt của Prostate Specific Antigen. Một chỉ dấu ung thư cho ung thư tuyến tiền liệt được nhiều tổ chức, hiệp hội ủng hộ sử dụng để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cho đàn ông tầm trung niên trở lên. Tuy nhiên, PSA có thể tăng cao trong các bệnh cảnh khác như phì đại lành tính tuyến tiền liệt và thống kê cho thấy hầu hết đàn ông có tăng PSA không phải do ung thư tuyến tiền liệt. Hay từ nghiên cứu của PLCO là viết tắt của The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian. Dịch là nghiên cứu về tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng, buồng trứng. Một nghiên cứu lớn được tài trợ bởi Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ NCI cho thấy CA125, một chỉ dấu liên quan đến ung thư buồng trứng, có thể tăng ở các bệnh lành tính khác và không đủ độ nhạy hay đặc hiệu để tầm soát ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, nếu chỉ số của các chỉ dấu ung thư tăng quá cao so với mức bình thường thì khả năng gợi ý đến ung thư là rất lớn. Tóm lại, đến thời điểm hiện nay, việc sử dụng các chỉ dấu ung thư để tầm soát chưa thực sự rõ ràng và chưa có khuyến cáo làm thường quy, định kỳ hay áp dụng rộng rãi trên đa số người dân. Sự thật,
Hiện nay chất chỉ dấu marker ung thư không phải là xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.